Good morning, everyone. Chào quý vị. Welcome. It's the baby, huh? How's the baby doing? Very good. Ah, that's good. Glad to hear that. Also heard you buying a house? Huh? You're buying a house? You're looking for a house. You're looking for a house, then I highly recommend that you you pick a place that you like and have Master Xin to go out and take a look. Because what I learned personally is that the feng shui is very important. It affects your life greatly. It affects your wealth. It affects how you get along and stuff like that. So it is very important. That's why I learned. I bought a house with bad feng shui, and it caused a lot of problems. And so I eventually have to fix it myself, because no one else would be able to do anything about it besides selling the house. So the feng shui is very, very important. Yeah. My friend is doesn't believe in those things. He's very successful. He is very rich. He says, "I don't believe in those things." I said, "You don't have to believe in it because you're so wealthy, and when you have blessings, good things happen to you anyway, regardless. I don't have blessings. That's why I need to protect myself." Con người đang là tìm mua nhà thì thầy khuyên là khi mà mua nhà thì thứ nhất là lựa chọn cái địa điểm, cái nhà mà mình thích. Cái thứ hai nữa là phải chọn cái vị trí, cái phong thủy cho chính xác. Thì nếu mà cần thì có thể nhờ thầy hiền trì tới để xem được. Tại vì theo như thầy, theo cái kinh nghiệm của bản thân thầy, cái phong thủy nó rất là quan trọng. Thầy, ngày xưa thầy không có tin phong thủy, mua cái căn nhà vô, rồi đủ mọi thứ, vấn đề rắc rối hết á. Thì thầy mới rút ra được kinh nghiệm là cái phong thủy nó quan trọng lắm. Nếu mà ở không có đúng hướng, đúng nơi, đúng chỗ là cái cuộc sống của mình nó sẽ bị xáo trộn nhiều. Thì thầy có một người bạn, cái người này rất là giàu, thành công. Mà cái người này họ nói là họ không có tin phong thủy. Thì thầy nói dĩ nhiên rồi, thì cái người mà đã có tiền, có bạc, có địa vị thì họ có nhiều phước báo, thì dĩ nhiên những cái điều tốt nó sẽ đến với họ. Còn đối với bản thân thầy là ít phước báo quá, thành ra là thầy cần phải nhờ tới phong thủy. So for example, I came to see three of his houses. They all have good feng shui, even though he doesn't know anything about feng shui, but they all have good feng shui. Thầy tới thăm cái người này có ba căn nhà. That's why he's so arrogant. Thì cả ba căn nhà đều là đúng phong thủy hết á. Thì mà địa lý rất là tốt, chính vì vậy mà cái gì của họ cũng thuận lợi hết á. Đúng là cái người này có phước báo. Okay, so consult with Master Xian Chu. He'll be glad to help. Okay. Nếu mà cần thì cứ tới saves you a lot of headaches. Tham khảo ý kiến với thầy Hiền Trì, thầy sẽ giúp cho. In fact, if you have good feng shui, actually it could make you richer, improve your health and improve your wealth and your jobs and stuff like that. Thật ra nếu như mà mình ở mà đúng phong thủy thì thứ nhất là cái sẽ cho mình cái tiền nhiều hơn, tiền nó vô nhiều hơn, công việc nó cũng thăng tiến tốt hơn, sức khỏe cũng tốt hơn, cái gì nó cũng tốt đẹp hết. I remember someone buying a nice house, a very very good deal from a good neighborhood and from a wealthy family, and surprising why they would sell it. It's such a beautiful house. Thì thầy biết có một người mua được một căn nhà ở cái vùng đắt tiền, nhà rất là đẹp, cái hàng xóm xung quanh cũng rất là tốt, mà cái giá nó lại tốt nữa, giá rất là đẹp, không có mắc lắm. And when she moved in, she had a lot of problems, and so a feng shui master was asked to take a look. He says,
Your feng shui is so bad, and that's why it drains all your money. Thì lúc đầu thì thầy thấy, ủa cái căn nhà nó tốt dữ vậy mà sao người ta bán cái giá ngon quá, cái giá rẻ quá. Thì khi mà dọn vô rồi ở thì mới thấy đủ mọi thứ problem hết á. Thì gặp cái người thầy phong thủy thì thầy mới nói là cái vị trí của cái căn nhà này á, nó sẽ tiêu tán hết cái tiền bạc của cái người đó. So chính meaning vì vậy that mà cái nhà mới phải bán. It doesn't matter how wealthy you are, if you have bad feng shui, you live in that house, it will drain your assets. That's why eventually this family is too wealthy, so it doesn't matter that much. But they actually eventually lost a lot of money. Thành ra đối với cái căn nhà đó, bất cứ người nào đi vô ở cũng sẽ đều bị tiêu tán tiền bạc hết á. Nhưng mà cũng được cái là cái nhà, cái người này á, gia đình họ rất là nhiều tiền, thành ra bị mất chút xíu cũng không sao. Còn đối với những người mà ít á, thì mình phải để ý tới phong thủy. So in order to fix this is very expensive. So because this is one of my can't say favorite disciples, but special disciples, you will. Mà cái nhà phong thủy nó đã sai rồi mà muốn sửa lại theo đúng phong thủy tốn rất là nhiều tiền, rất là khó sửa. I had to fix it for her. Nên đó là cái người đệ tử này rất là đặc biệt đối với thầy, chính vì vậy mà thầy phải ra tay thầy giúp. So that's why you have to be careful. That's all. Chính vì vậy mà thầy khuyên quý vị cần phải để ý. Okay. Yes, ma'am. Many years ago, when I saw a house for sale in Arcadia, it was on the market for a year, and in Arcadia, mostly the Chinese are buying. Mm-hmm. But the house was for sale for so long and nobody bought it. Mm-hmm. It's a gorgeous house, but mm-hmm. it's on the T Street, where there's a street running right into it. To the house. Yeah, the Asians are very smart. Yes, they stay away from houses like that. It's bad, bad for So sure. I myself, I didn't believe in feng shui or anything. So I said, okay, it's so cheap. So I bought it. Yeah. But right after a month that I moved in, and one morning, I was getting to the driveway to drive my car to go to work, and I couldn't start the car. So I told my son, okay, go push the car so mom could start it. Then I wore a high heel and I was steering the wheel and the front car door was open. So my son were pushing the car and the driveway was slanted. So the car ran back and I wore a high heel and I fell down. Then the car ran over my foot and broke my foot. So then after that, I got so scared, and I do believe in feng shui. Mm-hmm. So I say, what do I fix? How do I fix it? So I plant the trees, bushes right in front of the house, mm-hmm. and nothing happened after that. Yeah. And so what happened after that? Nothing happened after that. You have, there's a way to fix the feng shui. Yeah, and I plant the trees. The feng shui master, you lucked out because the feng shui master knows what to do. That's a way to fix it. Yeah. It's a cheap way to fix it. It's fixable, but you still have problems. Có người chia sẻ là lâu lắm rồi á, thì cô có thấy ở trên Arcadia có cái căn nhà người ta đang bán. Ở cái vùng này thường thường là người Tàu rất là nhiều, thì khi mà đăng nhà lên là họ mua rất là nhanh, mà không hiểu tại sao cái căn nhà này nó đẹp mà đăng cả năm trời mà không có ai mua hết. Cuối cùng là cô bảo thôi để có gì cô mua, tại vì cái giá nó rất là tốt. Thì khi mà mua rồi, dọn vô rồi thì cô mới để ý là cái căn nhà này có cái con đường nó chạy thẳng vô nhà luôn. Thì dọn vô ở một tháng thì tự nhiên có một buổi sáng cái xe của cô đè không có nổ máy. Rồi cô mới nói là người con phụ với cô đẩy. Thì khi mà đẩy làm sao là cô đi giày cao gót, mà sơ ý cái xe nó bị gie ngược trở lại, nó cán qua cái chân của cô.
làm bị cô bị thương. Thành ra cô mới bảo, ồ cái nhà này nó bị như vậy thì nó rất là xui xẻo. Rồi cô mới tìm cách để mà sửa phong thủy thì cô trồng mấy cái cây ở phía trước nhà để mà tránh cái con đường nó lại. Thì từ đó trở đi là không có bị cái chuyện xấu xảy ra nữa. Thì thầy bảo là cô cũng rất là may mắn, tại vì đối với những cái căn nhà như vậy ở nó rất là nguy hiểm. Chỉ có những cái thầy phong thủy họ biết cái cách làm sao để mà hóa giải những cái sự xấu đó. Yeah, there are ways to fix it, but sometimes it's pretty expensive. The same thing. This is why the Asians are very smart. They pay attention to all these things. They save themselves a lot of grief. Đối với người châu Á, đặc biệt là người Tàu, họ rất là chú trọng tới phong thủy. Nhà mà xấu là họ không có muốn đụng vô. Tại vì mua rồi mà về sửa phong thủy nó phiền phức lắm. And typically when you have bad feng shui like that, when they say that the street running into the property, it's very bad for your health. Thành ra khi mà cái nhà mà có căn đường mà nó chạy đâm thẳng vô nhà như vậy, difficult nó ảnh hưởng tới cái sức khỏe. Rest. You tend to be more restless than if you live there. Ở nhà so, đó so là lots, thường thường hay là bị bệnh, bị đủ mọi thứ vấn đề về sức khỏe. Anyway, just like another thing is you don't want to have a house in front of what is it, the cemetery, cemetery. Tương tự như vậy. Don't buy a house. Quý vị cũng đừng có nên mua nhà mà ở ngay phía đối diện đó là nghĩa địa. Yeah, that's bad news. Ở đó đi rồi sẽ biết. No matter how cheap it is. Yeah. Thành ra là đừng có ham rẻ mà mua. Or my architect bought a house in Hacienda Heights, not too far, and in the Asian area there where it's cheap because somebody died or something. Ông kiến trúc sư của thầy thì mới mua một căn nhà ở Hacienda Heights, nhà giá rẻ lắm, nhưng mà cái căn nhà này có cái người chết ở trong đó. So he's a good guy, so I advise him to let us go out and deal with that situation first. So this Wednesday Master Xian Chu probably to go out to his place and do the sand, huh? Master Xian Chu. Ông này là ông là người tốt, thành ra là thầy sẽ giúp ông. Thứ tư này thầy Hiền Trì sẽ tới đó để mà lo về cái vấn đề tâm linh cho họ. I know for many of you don't believe it, but when people die in a house, they usually don't leave. Thầy and biết là nhiều người trong số quý vị không có tin, nhưng mà thường thường á, nếu mà căn nhà mà có người chết ở trong đó là cái linh hồn của họ ở trong nhà chứ họ không có đi đâu hết. And so when you move into the house, now you're sharing the house with that ghost. Khi mà quý vị dọn vô cái căn nhà đó thì quý vị sẽ phải chia cái nhà đó chung với lại cái phần ma quỷ. They can cause a lot of problems for you. Mà những cái ma quỷ này là họ sẽ gây ra nhiều cái rắc rối cho quý vị. Some bad ghosts can even, you know, I know like my architect doesn't believe in that and he's fearless. But the ghost can cause a problems for his wife and his children. For example, possess his children. Thì thầy biết là cái ông kiến trúc sư này ông không có tin, ông là cái người mạnh mẽ lắm, nhưng mà ông không có hiểu được khi mà nó không có phá được ông thì nó sẽ có thể tới nó phá vợ con của ông, hoặc là nó có thể nhập vô mấy đứa con nít. And when that happens, it's much easier to chase them out first instead of let them cause problems for you. It's a lot more expensive to fix it later. You know, once they stay there and possess your family and you, I don't want to deal with it. Okay. Thành ra khi mà nhà mà có cái người chết như vậy là quý vị phải tìm cách đó để mà đuổi mấy cái phần hồn nó ra ngoài, chứ không họ mà nhập vô con cái gia đình của quý vị rồi rất là khó giải quyết. And that's why when I send my boys and girls to Vietnam, the temple has a lot of tombs there, and they cause problems for
for the visitors usually. Thành ra là cái chùa mà hôm vừa rồi mấy thầy mấy cô về Việt Nam á, thì là chùa đó có rất là nhiều ngôi mộ ở phía xung quanh chùa, mà những cái ngôi mộ đó nó cũng hay quấy phá những người tới viếng chùa. They bothered Master Hsien-chu's sister during her sleep. Họ phá em của thầy Hiền Trì trong cái lúc ngủ. Okay, so they usually pick on the weak ones. Thường thường á, là những cái người yếu mới bị họ tới phá. Anyway, yeah. Chính Xiang, he has a lot of experience with feng shui as well. Cô Tân Hương là quá kinh nghiệm về phong thủy rồi, phải không cô? Thoát chứ. Được. Không gỡ được, cái gì cũng gỡ được hết. Để vấn đề nó tốn tiền thôi, nó tốn sức thôi. Okay. Mình né trước thì nó đỡ khổ hơn. Thầy nó mua cái nhà nó rẻ, phải tính là khoảng thêm cái tiền mà sửa. So don't be fooled by the low price. If you buy a house cheaper, then you have to fix the feng shui. You have to incorporate the feng shui fixing costs into the house. Because nó dễ đâu. Watch out when the Asians don't want it. Don't stay away from these places. Thành ra quý vị mua nhà thì nhớ để ý nha. Những cái nhà nào mà người châu Á mà họ né, họ không đụng vô á, thì cho dù nó có rẻ đi chăng nữa, quý vị cũng đừng có ham của rẻ mà nhảy vô, nó phiền phức lắm. Còn nếu như mà đã lỡ mua rồi mà phải sửa phong thủy này nọ, những cái tốn kém đó, quý vị phải tính luôn vô cái phần giá trị của căn nhà luôn. Okay, any other questions? Yes, Kim Di. Oh, no wonder. So the question is, what if you've been living in a house for a long time and someone died in the house already? What to do? Well, you know, I feel for you. Thầy có lời chia buồn của quý vị. Somebody is in big trouble. You come to the temple, you see these have a lot of ghosts right there because we feed them. Okay. Khi mà quý vị tới nhà thì quý vị thấy là quý tới chùa đó thì quý vị thấy có ở chùa là mình cho mấy cái phần họ ăn. Because these people, many of them are used to be ghosts, hungry ghosts. That's why we're helping them. We bring them back here and we feed them every day and create blessings for them. Okay, protect them. Thì mình thỉnh những cái phần này về đó là mình cho họ ăn rồi tạo phước báo cho họ. So, but they still have bad habits, so they will cause problems. Typically, you go to a temple that does the rebirth thing here, it's a lot of trouble. Okay, and then thường tới chùa mà hay làm Vietnamese những cái temple don't have the problem, but this is even worse. Có cái bàn vong, bàn thờ vong này nọ là có nhiều problem lắm, tại vì những cái phần ma quỷ này họ vẫn còn những cái tập khí xấu. Còn bài vị dược sư thì cũng có những cái phần xấu nhưng mà đỡ so hơn. So I wouldn't recommend you stay in the temple. Thành ra là thầy không có khuyên quý vị ở trong chùa. Master Hsien-chu stayed in certain temples and he got in trouble himself. They beat up on him and climb on him and play with him. Lift up, in Master Hsien-chu's temple, they lifted the beds and pull the hair, pull the beard. Thành ra là thầy Hiền Trì đi tới một vài chùa là cũng bị mấy tụi ma quỷ đập phá. Temple. Mà ngay cả chùa của Hòa Thượng Tuyên Hóa trên Vạn Phật Thành đó, nhiều người tới ở là thấy là cái giường là nằm ngủ là bị dựng đứng lên. Còn that's không là người ta kéo tóc, kéo râu. They throw you, push you off the bed. Hoặc là nhiều khi là bị đẩy rớt xuống giường luôn. And but in our temple, we're lucky. Because I'm a little bit more strict, I'm stricter. I basically tell them that mình cũng may mắn. Your family may have paid for your place here, but you misbehave, I throw you out.
Your family will never find out. I don't care. Thì thầy nói với lại mấy cái phần vong ở trong chùa này á, thầy bảo là mặc dù á, là gia đình quý vị đã trả tiền cho quý vị ở đây, nhưng mà nếu mà quý vị phá đám á, là thầy đuổi ra ngoài, thầy không cho ở đâu, mà người nhà cũng không có cách gì mà biết được hết á. Thành ra là nhớ là phải đàng hoàng. So it's between you and me, you don't behave, you know, I throw you out. Tough luck. So that's why we don't have any problems here. Chính vì vậy mà ở chùa đây mình không có cái vấn đề gì hết. Cho tới okay. Thời điểm này. So if you have a house that has like that, if they persist, the problem persists, that you see that the, for example, some of the families are depressed, members are depressed, they have some problem, they're sick and stuff like that. Xianchen was staying in a house where actually they had a lot of problems, right? And not this house, but lots of problems. And in that case here, the best way is what she just said. Get a plaque for the ghosts, because you don't want to fight them. Thành ra khi mà quý vị ở trong cái căn nhà mà thấy những người ở trong nhà đó hoặc là đa số là bị trầm cảm hoặc là bị bệnh tật, bị rắc rối gì đó, thì quý vị nên tìm cách để giải quyết, thì có thể là tìm cách siêu độ cho họ. Trao đu to nó. Okay. That's what you should be doing instead of fighting or hoặc là thỉnh bài vị cho họ. Kick them out, stuff like that. And you make an enemy for lives because all you're doing, that's how you go to these Taoist thing and they say, I put a voodoo on the house so that the ghost cannot come back in. That's what they do. That's all they can do, by the way. They put a voodoo in our temple. You know, they didn't like Heng Liang, so they put a voodoo in our temple and look at this. What kind of child this thing is this? This has no effect on us. Thành ra là okay. Mình phải tìm cách giải quyết vấn đề, chứ mà nếu mà mình đánh lộn với họ hoặc là ví dụ như tìm tới những người ngoại đạo để mà bỏ bùa đánh đuổi họ ra, không có cho họ vô nhà, the non-Buddhists they have these voodoos and they would seal the property so that the ghost is evicted, they cannot come in. Thì những cái phần đó là họ trở thành kẻ thù của mình. And what happened is that they cannot come in but they wait for you outside. Mặc dù là họ không có vô nhà được, nhưng mà thực and ra là nó, họ canh ở ngoài cửa. Rồi quý vị đi ra khỏi nhà đi đâu là họ theo đó. Okay. So their approach is incorrect. You have to help them out. Nên thầy khuyên là đừng có đánh lộn. From their suffering. That's đối với, the best với way to đạo do. Phật mình là mình phải giải quyết cái vấn đề đó. Most of you don't believe this, but you know, tough luck. You don't believe it's your problem, it's not my problem. Có cái ông đó, ông cán người ta chết, xong ông chạy luôn. Thì coi chính phủ không có biết, ông không ở tù gì hết, chuyện nó qua luôn. Mà nó nhập vô bà vợ, hành đau khổ luôn. Thì cái ông thầy chùa Pháp Ấn này, ông thầy người qua đó, ông về bển, ông lợi nhà của huyền độ, ông biết cái chuyện đó. Thì ông mới khuyên là đem vô cái chùa của em cô huyền độ nè. Hai vợ chồng đứng làm lễ tang và nhận 49 ngày làm lễ như con vậy đó. Năn nỉ rồi đủ thứ hết, thì cuối cùng chịu, thì nó mới tha. Thì cuối cùng trúng số tiền lớn lắm cho cái chùa đã sửa. Không tha, nó nhập cho bà vợ. Translate. I don't want to translate this part. It's too scary. Venerable Sinji, you share a story that a person in Vietnam, he hit and run, and then the person died. And then the goat possessed his wife. So they caused a lot of problems to the family. And then in the end, a monk advised them that, okay, you should go to the temple and request the ceremony, request a plaque for the ghost and help out. And then the family have to do the ceremony similar to the family member, and then in the end it helped out with the ghost, and then after that they win the lottery, and then they donate a big chunk amount of money to the temple to transfer the merit and virtue to the ghost.
No, this is never ending. Trust me, the Asians have a lot of stories. I tell you one em. Day, yes, they have a lot of problems with ghosts. But you know, Westerners are so blissfully ignorant. Người châu Á thì có nhiều chuyện ma để kể lắm. Yeah. Yeah, Kim Điền, she still has her. Nên được bảo vệ ngay lập tức. The question is if we... Tại mình có cái uy tín, nó biết á, là cái mục tiêu mình giúp đó để mình giúp nó phá mình tại nó tức mình. Thành ra nếu như mà nó hiểu rằng á, là mình giúp nó đi đó, ok, mà nó biết, nó đi được, nó tin như vậy, nó xả này. So the question is, if I request the black for the ghost, does that mean that the ghost will move to stay at the temple? And Master say, yes, because now the ghosts know that we are helping them, so they will behave. They will cooperate. So if you help them instead of fight them, it usually problem gets resolved. Okay. Mấy cái đó là mình phải nhường người ta đừng đánh lộn. We don't fight. In fact, we don't impose our will. Here's a question here. Yes, sir. What do you have to say about purchasing a home that was lost, foreclosed, or bankruptcy or something? Yeah, let's say a foreclosed home. Yeah, that's another one that you try to stay away from as well. Why were you? Because I bought a foreclosed home too. And I spent a lot of money fixing it up a lot more than I thought. Có câu hỏi là nếu như okay. mà những cái so, nhà mà mấy người mà họ bị phá sản rồi họ không có giữ được nhà mà bị nhà băng nó kéo á, thì làm sao thầy bảo đối với những cái nhà đó so, quý vị so cũng nên né đi. It's okay, you know, be prepared to pay a little bit more than you think in terms of making it habitable. Thì khi mà đối với bản thân thầy cũng từng mua cái nhà như vậy rồi, nếu mua vô rồi mới biết là phải sửa quá trời luôn, tốn tiền còn nhiều hơn là mua cái nhà tốt nữa. Okay. Yes. They foreclosed on the house. The new owner will have to pay back that money. It manifests as the losses to the owner. He doesn't have to pay for it, but what he means is that, yeah, whatever debt that he was that the previous owner owed and then he couldn't pay off, the new owner has to be responsible for it. Thành ra đối với những cái nhà như vậy đó, so những người chủ cũ mà họ bị thiếu tiền bao nhiêu thì khi cái chủ nhà mới họ mua họ sẽ phải gánh cái phần nợ cũ đó. If you buy a house with feng shui, it increases your salary, increases your health and your wealth and stuff like that. That's positive. Why do you go into look into a house that will bring trouble for you? Thành ra quý vị mua nhà thì nên kiếm cái nhà mà có phong thủy tốt thì nó sẽ giúp cho công ăn việc làm khấm khá hơn, tiền bạc vô nhiều mà sức khỏe cũng tốt. Chứ đừng có tìm những cái căn nhà mà cái người chủ trước họ bị cái nhiều cái rắc rối rồi họ nợ nần chồng chất mà bây giờ mình nhảy vô là mình gánh cái nợ của họ. But we are different. See, I buy houses foreclosed and cheap ones because I know how to fix it. Nhưng mà đối với bản thân thầy á, thì thầy không có khả năng, thành ra thầy chỉ có thể mua những cái ngôi nhà cũ yeah, thôi. That's all I could afford phải, anyway. Thầy, so. Thì mình rejects, phải... other, the Asian rejects, I love them. Thì mấy cái nhà nào mà ai không muốn á, thì thầy vô thầy mua rồi chùa mình tự sửa lấy. Yeah, okay, cô thương hương. Con đang đẻ đứa thứ ba, thành ra con không có đi coi. Con mua nhà, ông chịu thao để mà ở, được chăng? Vợ con ra ngoài ở, khi đó đỡ khổ vậy đó. Cái ông mua căn nhà đó mà mua vợ chồng đó, phía sau có hai mộ. Hai mộ là tốt.
Thì mua đời ở ở mấy năm chờ cũng 8 đứa con đó, để ở mấy năm. Cái ông xã nuôi trồng trọt con này làm nọ, cái mình sao trồng cây cõi mà một cây cõi được ra ba thứ cõi luôn, ngon lắm. Cái mình thì vui khoe chạy qua kế bên á, bốc mẹ à mẹ, trời ơi cõi nhà mình nó ngon lắm. Một cây cõi mình ra thứ cõi, à mẹ nào đúng rồi ở dưới đủ thanh sao không ngon. Mẹ nói câu đó rồi ý gì? Cái mình tắt mẹ gì? Đó mẹ nói không đó là ý gì? Nó có đủ phân gì đâu. Cái mẹ mình hỏi bà nhiều quá, bà mới kể ra hồi xưa ngay chủ đó nghe ta kể là nước có hai bộ á. Trời ơi con ở mấy năm sao con không biết, tại số ở Bình An với thành số đâu có biết đâu. Cái mình nghe vậy hết hồn đâu mà mau mau về cái đêm đó mình thắp nhang mình giải chủ ông bà nha, giờ cho con cầu xin nha ông bà đừng có phá con mỗi một tháng, mùng 2, mùng 6 con cúng cho ông bà ăn. Ông bà đừng có phá con nha, tại con không có biết. Cái mình cúng mấy năm. Cái bắt đầu là phía sau nhà thì ông bà lòi ra khúc bên này. Mình thì lòi khúc đó, là khúc đó là ở dưới có hai mộ á. Cái hai nhà là bên này lòi bên này, bên này lòi bên này. Cái phía sau nói là, vậy hai anh hai ơi, mình vô mình thương lượng đi. Nhà em tới cả trước khi xuống nhà lá có gây lộn hoài có may mắn thì nhà chỉ thì nhọn bên đây, em thì nhọn bên đây, bây giờ mình đổi nhau. Thì hồi đó mình có nối hai mộ thôi, mình cũng không biết nó nằm ở đâu. Nằm trong nhà dù hoặc nằm chỗ đó mình không có biết được. Các bạn nói đổi, tôi nói đổi về bắt hai bên nhà cô vuông vắn, nhà tôi cũng vuông vắn. Cái mình bắt xong thì mình xây tường làm mới, đào làm toilet bên đây làm đẹp đẽ lắm rồi. Cái bà thì bắt đầu mới đào. Ai mà bắt đầu rồi bắt phát hiện ở dưới có mà ở chỗ đó mà làm tôi đấy. Bắt phát hiện có. Các bác bắt kiếm tôi. Mà nói trời ơi, chị hai em đổi cái miếng đất cho chị sợ chồng mà phát hiện chồng ở dưới đào lên có cái đó. Tôi nói vậy hả, thôi bây giờ chị cho em xin đi. Em ra tiền, em kêu ta là thỉnh dục chùa. Mà nhưng mà trước mắt về nhà em thì tường nó làm cao hết trơn rồi, không để tôi phá cái tường mà tôi khi qua nhà tôi. Thì bây giờ cho mình vô cho tôi xin đi cửa nhà đi, tôi ra tiền làm cho. Không để trời ơi, cái hai mũ này bỏ cạn bên chị mà bây giờ nó phải qua nhà ra nhà tôi nói trời ơi cái này chị yêu cầu tôi đổi chứ đâu phải tôi bắt buộc cô đổi đâu. Phải không, bây giờ mình lỡ lỡ rồi tôi không cảm đi. Cô không chịu. Không chịu hết rồi, tôi buồn quá, tôi nói mới cái đêm đó là tại vì bả đổi với mình, bả làm cái hồ nước không có làm xi măng. Xi măng ngoài chứ cái tường mình bả không bắt xi măng. Đem ra nó cứ hết cái nước nó chảy vô nhà mình, đều đem cái nước nó ngập nhà chị. Ông xã cũng sợ, trời thương nó luôn á, chắc ông bà dưới mắm dưới là nó sợ yếu con đi. Rồi nó nói bậy, thôi đi ngủ đi, đừng có la, để mai sáng lại tính. Cái sáng nó số tôi cố làm vậy, tôi thức dậy tôi coi nước trong que mà làm sao ở dưới xịt lên được. Cái tôi mới bảo cái thang tôi bắt đeo qua bên kia tôi coi, trời ơi bả làm cái hồ tắm ngang hồ nước ngay cái tường sau mình mà không có tô xi măng. Cái tôi mới qua bên tôi nói cổ mà nước tường của cái hồ tắm của cổ, cái hồ nước của cổ chảy qua nhà tôi kìa. Cái bà nó giấy hắt bả nói mà làm bả là xi măng. Cái tôi thấy vậy bây giờ bà không có cho thỉnh nữa, mình ở bên này mình cũng ái ngái. Tôi mới quỳ xuống tôi cầu ông bà, tôi cho ông bà ở cho con xin đi. Ông bà giá cho tôi làm ăn tháng hay 3 năm sau mà tôi làm ăn tôi xây là tôi sẽ đào ông bà đi du chùa. Ông bà cho tôi xin ha. Nhưng mà chuyên môn là chuyên thương lượng mà dễ sợ luôn. Không được, 3 năm sau tôi xây là tôi sẽ. Cái tôi chừng tôi để chừng tôi đào mắm tôi đào lên. Thì kế bên không cho được tôi vậy. Ông bà này bộ hộ tôi làm ăn đắt lắm, tôi bán con tâm đắt lắm. Ngày nào tôi muốn làm gì con tâm bán mà. This woman negotiate with ghosts and spirits and everyone and nothing scares her. Tôi làm mong tôi phải thỉnh đi thôi, tôi làm mong mà đè chúng ông bà tôi mang tội lắm á. Tôi mới thỉnh vô chùa. Thỉnh vô chùa mà mấy người xây dựng á thì mình xây nhà, mình kêu nó đào lên xong mình mua dầu lửa, mua than rồi mua xi măng, mua hai hũ nữa, kêu mấy bà làm xong cái để vô hũ cho mình, kêu xong cái mình đem vô chùa. Thì các ông mà giữ đã giặt liễu đó ông ấy, trời ơi cũng là tốt, giống như kể bà đó đi làm gì cho nó mà tốt thì mới nói câu đó, bắt một cái nó nổ lên cái thầy, cái đá
ăn thiêu mà nó bảo ừ, tôi cái đành tôi nhà đào bên đây tôi ngốc đừng có hổ bây giờ hổ ông bà cũng chịu mà sao ăn rồi đắt ông đó nói lộn cậu sưng cái mặt ở chỗ ôm rồi em nó không dám ở đâu luôn may người tu hành mà hổ nó quấn còn nặng hơn nữa cái đào lên phát hiện là một bộ là bà già một bộ là con nít So this woman here bought a house. Her first house has two tombs in the back. She didn't know, and so she discovered it and she made a deal with them. I said, "You support me. Don't cause me any problems. And I make money. I bring you to the temple." So apparently they believe her, and that's why she bought two more houses and she sold them all and made a lot of money and brought them all to the U.S. and bought a shopping center here. This woman is something else, yeah. But anyway, one of my this is a true story. One of my disciples bought a townhouse that's repossessed, and she paid under the market for it. Okay, and so she's very happy, very proud. Yeah, I got a good deal. I bought a house cheap. You know, I bought a property cheap. And guess what? The sweet lady who's the previous owner refused to move. Yeah, she's very sweet, but then and you come and say hello, and then as soon you bought the property, she says, "Oh yeah, okay, here's my lawyer. Talk to my lawyer. I'm not moving." So now the cheap price. Now you have to get a lawyer to evict them. And by the way, Sarah's husband does eviction. No. Thầy có cái người đệ tử mua cái nhà cũng bị nhà băng kéo cái người chủ cũ là họ không có trả nổi tiền thì cái người này mua được cái giá hời rẻ lắm thành ra là rất là hãnh diện ồ thầy con mua được cái nhà nó rẻ dễ sợ lắm nhưng mà đâu có biết là mua xong rồi trả tiền làm giấy tờ xong rồi cái người chủ cũ họ lại cứ ở lì đó họ không chịu đi thì coi như là bây giờ là phải mướn luật sư để mà đuổi cái người chủ cũ ra. So what are you gonna do? You gonna have rent an apartment? And you get paid the lawyer for a year, maybe something like that, to evict them. Thành ra muốn đuổi cái người chủ cũ này ra rất là phiền phức rồi phải tốn bao nhiêu tiền cho luật sư rồi trong cái lúc đó là mình không có chỗ mình ở thì phải tốn cái tiền thuê mướn nhà ở nữa chứ. Thì tất cả những cái giá đó nếu mà cộng lại thì nó cũng bù vô cái phần mà mình tưởng là mình tiết kiệm được. So she called me and she said, you know, I need a lawyer. I said, yeah, you better get a lawyer. But I don't know any good lawyer in your area, so what do I do? I said, I don't know. So anyway, I help her, and I think she's moving into the house now, after 1 month. Mua nhà xong rồi không có vô được, rồi phải cầu cứu thầy. But, you know, we don't do these things. It's none of our business. I don't know. It's just like I heard that she's moving the house soon. So didn't have to go through the eviction thing. I don't know, something happened. We're not sure, you know. Thành ra là sau khi cầu cứu thầy xong rồi thì không biết là may mắn hay gì đó rồi chắc hơn thì không có phải là nhờ tới luật sư nhưng mà coi như cũng gần xong rồi gần dọn vô được cái nhà đó rồi. So the moral story is that you get those good deals because they have problems. Usually it comes with additional costs.
Thành ra cái ý nghĩa của cái câu chuyện đó là khi mà quý vị mua được những cái nhà mà cái giá hời á, thật ra là nó không có phải hời. But you can learn from Xin Xiang here and make a deal with these people and say you support me, make me rich and I will bring you into a nice temple. Thành ra là hoặc là quý vị cũng có thể học theo cô Thanh Hương á, giao kèo với họ, bảo nếu mà quý vị phù hộ cho tôi làm ăn được tốt, có tiền có bạc rồi á, thì tôi sẽ thỉnh quý vị vô chùa ở. Xe lâu. Đáng lời dễ sợ lắm ha. Made a money in the house. Okay, we stop here today. Thank you. You have a question? Tuần next tới Sunday? Là sẽ là vía Quan Âm. Again? Oh no, that's we record the TV thing. That's why I get confused. My schedule is all messed up. Here we pre-record our TV shows, so I don't know. Tại vì cái chương trình TV thầy thâu trước rồi thầy tưởng là xong rồi, nhưng mà thực ra là chủ nhật tới là ngày 21 tháng 10 sẽ là vía Quan Âm, mời quý vị tới tham dự bắt đầu 8 giờ sáng. So next Sunday, huh? Okay, next Sunday, please come. Okay, thank you.